Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi tiếp Hội truyền giáo cơ đốc Việt Nam thăm chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng nhân dịp xuân nhâm dần 2022. Gửi lời chúc mừng xuân mới nhâm dần 2022 đến lãnh đạo Thành ủy, đại diện Hội truyền giáo cơ đốc Việt Nam bày tỏ cảm ơn chính quyền thành phố đã quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi đối với các hoạt động của hội trong những năm qua đồng thời khẳng định hội truyền giáo cùng toàn thể tín đồ luôn tuân thủ chấp hành chủ trương chính sách của đảng nhà nước nói chung thành phố đà nẵng nói riêng đoàn kết với nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lương nguyễn minh triết cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp của hội truyền giáo cơ đốc việt nam trong suốt quá trình xây dựng và phát triển thành phố đà nẵng chính quyền thành phố luôn trân trọng đánh giá cao sự đóng góp của giáo hội trong những năm qua đồng thời mong muốn Hội truyền giáo cơ đốc Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng quá trình xây dựng phát triển chung của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chúc Hội truyền giáo cơ đốc Việt Nam cùng toàn thể tín đồ và gia đình một năm mới sức khỏe và mọi điều tốt lành.